anh em đang đây là đèo Bông Lau nha cả nhà. Mấy cái dốc nhìn nhân đường này nó hẹp lắm. Này lấy lên được không? Được chị. Bỏ ra cho em chứ bảy phần. Ôi, Đài Phát Thanh Thanh và Truyền Hình Tuấn Container xin mến chào tất cả cả nhà từ gần đến xa, từ xa đến gần. Bây giờ hành trình hai anh em đang đi lên Cao Bằng, lên chỗ cái quê hương của cô dâu 62 tuổi một thời nổi đình nổi đám đó. Đó, thì giờ lên đây, lên đó bỏ mít nha cả nhà. Giờ đang trên cao tốc Hà Nội. Bây giờ anh Lâm Sung đang ăn hộp Trung Quốc. Hộp xong rồi đi ngủ. Tại vì cái đường Cao Bằng là Tuấn không có rành đường, nên là Tuấn chạy cái đường cao tốc, lát nữa tới Cao Bằng phải kêu anh Lâm Sung vậy chạy. Với cái đường đó nguy hiểm nữa, dốc đồ đổ đều dốc, đổ đèo dốc nè. Rồi Tuấn cũng ít chưa đi đường đó nên là không có rành đường, nên là nguy hiểm. Ai chạy rồi để chạy cho quen. Cái hồng Trung Quốc này vậy mà nó có quanh năm nha. Còn hồng mình nó có một mùa thôi, đúng không? Bởi nhiều khi sao mà cứ đâu mà thấy hồng mà có hoài hay. Rồi, chào cả nhà. Giờ này cũng gần 1 giờ đêm rồi. Bây giờ Tuấn đang tới đây là cuối trạm thu phí Lạng Sơn này. Đây là nút giao Chi Lăng. Giờ này chắc kêu anh Lâm Sung dậy được rồi, anh đang một giấc ngủ rất là nồng say. Từ đây lên trên Cao Bằng còn khoảng hơn 100 cây số nữa. Nhưng mà đường đó khó đi lắm. Thì ảnh hay đi đường đó quen rồi nên là để cho anh chạy đường đó cả nhà. Trời khá là lạnh đó. Thời tiết ở đây bây giờ hiện tại có 4-5 độ, 5-6 độ à. Lạnh lắm. Giờ lên đánh thức anh. Anh tới đây này, cuối cao tốc này. Chi Lăng ơi, cái gì? Hết qua trạm phí rồi. Phê luôn hả? Lạnh quá mà. Ok. Xong đánh răng rửa mặt này đi. Rồi đây là cái bắt đầu là kết thúc cái cao tốc này cả nhà. Giờ này đi lên đó nếu mà tới nơi luôn chắc tầm cỡ 3 giờ đây, 3 giờ. 4 giờ. Ừ, 3 4 giờ. 4 5 giờ. Đây, bác Tài đã chuẩn bị cho bác Tài một ly cà phê và một chai nước suối đây. Đó. Phê đây. Ok chưa? Đi cái đường này á, ban đêm á, lên đường nó ban đêm cũng ớn lắm nha cả nhà, vắng lắm, vắng tanh. Bây giờ bắt đầu mình sẽ băng qua cửa khẩu Tân Thanh. Lâu lắm rồi Tuấn cũng không đi nữa, nhưng mà hình như là nhớ là đi qua cửa khẩu Tân Thanh. Đó, qua cửa khẩu Tân Thanh xong rồi tới Na Sầm xong rồi qua Thất Khê. Nhớ là nhớ vậy thôi, nhưng mà lâu quá không đi, giờ không biết đường xá như thế nào nữa. Anh Lâm Sung anh mới điện cho Luật để báo Luật mới đi qua được cái trạm dốc quýt nữa cả nhà.
đó, qua cạm chậm nhốt quýt để mình báo đi Cao Bằng là đâm thẳng lên luôn. Giờ Túc đi nghỉ ngơi xíu, bây giờ đang đổ đèo á. Này là cái có một cái khúc toàn là đổ không à, lên luôn, đổ luôn. Đường đang làm, đang sửa lại đường. Đèo này mà đi ban ngày quay cảnh đẹp. Đêm thua rồi. Sát vách núi luôn rồi cả nhà. Lạnh quá. Hai mười sáu bữa nay 27 năm rồi mới quay lại Cao Bằng nha cả nhà. Đây, cả nhà thấy nha, xung quanh nha, là những vách núi nè, đó, vách đá trên đó, đẹp lắm, cảnh đẹp lắm. Mà bây giờ tối rồi tôi không quay được, để quay lại, quay về ban ngày quay cho cả nhà xem ha. Đây, cả nhà nhìn nè, chạy qua những cái tảng đá này. Một bên là vứt vách đá, một bên là khủng không, khủng khiếp chưa. Lúc này như là qua Na Sầm một xíu. Qua Húc Khê có đèo dữ lắm, đèo Bông Lau không. Là cái đèo Phục Hòa hả? Phục Hòa đâu, đèo Phục Hòa chứ thấy gì nguy hiểm không? Đơn giản mà nó nguy hiểm. Chủ quan cái đèo dễ, tại thế giới dễ chủ quan. Mấy chân trước là đi đâu rồi? Ghê ha. Anh vừa đổ xuống thấy nó đứng giữa, đứng xe đồ giữa đèo luôn. Còn là mình thắng thế giới luôn, nhưng mà thắng nó dẻo rồi, đâu có ăn mấy đâu, mày biết không? Né nó chết luôn. Do nó chủ quan, đèo nó đi chủ quan là chết. Đường này đi nó có ban đêm là cũng nguy hiểm lắm chứ, vắng. Đường nó hẹp, mày biết không? Do đường nó hẹp á. Hắc Khê tới 31 cây nữa. Lạnh ghê ta, lạnh rúng người luôn, lạnh ghê thiệt chứ. Lấy cái mền cầm vô. Mền không ăn thua. Lấy hai cái cầm vô. Cho mấy cái mền dài bỏ ở nhà, nóng đâu có đem đi đâu. Rồi về lấy mền dài đem đi. Mù lập lấy mền dài đem đi. Mà này chắc tầm bữa nào mình này mình về ban ngày, bữa nào quay về ban ngày đẹp quay cảnh. Giờ anh em đang đây là đèo Bông Lau nha cả nhà. Mấy cái dốc nhìn đường này nó hẹp lắm. Mà đi đèo là phải để ý là ít thắng. Thắng nhiều là nóng tăng bua là nguy hiểm lắm. Cúp bô á, xài cúp bô. Lâm Sung anh đang dùng cúp bô và lâu lâu anh mới nhấp thắng một cái thôi. Khá là hẹp ha, đường này. Ở ngoài Hà Giang thì gọi là Đông Bắc, còn ở Sa Pa gọi là Tây Bắc, còn ở Cao Bằng gọi là gì Bắc ta. Cao Bằng Bắc Cạn ha. Hồi xưa nhớ là có hang Bắc Bó trên đâu trên này nè, nổi tiếng đó.
Có cái đường em mất là em mất khó mà. Tính là dân trên này sống chịu khó thì khắc khổ, thì lạnh lẽo, thời tiết lạnh. Này là vô Noel rồi, lạnh kinh khủng thiệt cả nhà. Tuấn ngồi trong xe này. Lạnh. Lạnh ngủ không được luôn á. Là cả nhà có thể quan sát thấy là đường rất hẹp đúng không? Nếu mà hai xe đi là vừa khít với nhau luôn á. Tuấn thì Tuấn chỉ sợ nhất là những khúc mà đổ đèo thôi, còn leo mà Tuấn không sợ. Đây là đèo bông lau à? Đây là đèo bông lau nha cả nhà. Cao Bằng còn tới 87 cây lận. Mình đi tới Cao Bằng luôn anh. Mình tới đâu anh? Chưa tới Cao Bằng. À vậy mình đi mấy chục cây nữa là tới thôi hả? Nhưng mà mấy chục cây này nó dài lắm. Đi mấy tiếng hồ. Hồi xưa em nhớ em đi Đức Long á, lâu lắm rồi. Chút nữa lên nó có cái đường lẻ Đức Long, đường Đức Long á. À mình đi đường khác hả? Chút nữa em lên thấy nó có. Đức Long nó cũng có một cái con đèo dữ lắm nha, gần tới Đức Long, cửa khẩu Đức Long á, đổ dốc. Đèo Quốc Qua đó em. Đèo Quốc Qua đó. Đèo ghê lắm. Nó có một cái khúc mà dốc đổ đổ liên tục luôn. Thắng mình nó thắng này bố kiểu gần hết ít ăn thì mình mấy khúc ấy mình đi số nhỏ thôi, mình bò xuống chậm chậm từ từ cũng được đâu cái gì đâu. Hồi trước em đổ đèo Bảo Lộc mà xe mất thắng em còn đổ được mà. Cứ để số 3 mà cúp bô xuống mà, đâu cần thắng đâu. Đèo Bảo Lộc bình thường thì đâu. Giấy tờ em được, em đi xe mà à. Thì xin còn có mà đâu có thiếu cái giấy gì đâu, xem không có thiếu cái giấy gì hết á, thì có gì đâu là ngày chỗ thơ thất khê ha, ban đêm hả? Chứ xuống đó phải đóng lộ phí mới đi được chứ anh, giống như Hà Giang đó một thời đó. Nó xin cà phê thôi cho 50. 50 là rẻ đó. Chứ, bao nhiêu? Chứ anh nhớ Hà Giang không, nhớ cái cung đường Hà Giang chứ. Mỗi mỗi chốt là 2 xì, 2 xì rưỡi đấy. Không nhớ hả? Hồi xưa thời gian đi Thanh Long thời gian đó. Qua Phú Thọ nè, Tuyên Quang nè, Hà Giang 2 chốt nè. Rồi bước qua hết con đường Hà Giang không là hết một củ. À, anh không ấy anh đâu không đóng lệ phí đâu đi được đâu. Đó là nguyên tắc mà. Rồi nãy có một chiếc xe một thớt mới đi ngang qua cả nhà. Nhớ cách đây năm 2016 có chạy một chuyến xoài ép nước ở dưới La Ngà đi lên Đức Long nè. Hồi đó chạy cái đầu Hino. Hồi đó đổ đèo không phục chủ quan á. Đổ một hồi nó nóng tân bua mà nó khét lẹt luôn mà. Gần hết đèo á. Em nhớ là gần hết đèo là tới Đức Long luôn đó. Đó, đèo đó đèo Bụt Gà đó. Đó, cái đèo đó em tẩn tới bây giờ luôn mà. Chở xoài ép nước anh biết nó nặng chứ đâu, nhẹ đâu. Nước không.
cái đèo đó là đổ mà không chủ quan là mất thắng liền à, thắng nhiều quá đó, nó nóng. Ý là nó còn mà thắng không ăn á. À thắng không ăn, chứ còn thắng nó còn y chứ sao mất được. Thắng còn, thắng còn nhưng mà đạp nó không ăn, tụt lút luôn. Thất Khê 15 cây. Đây có mấy cái tên nghe thấy dữ dằn ha, Thất Khê rồi, Phục Hòa rồi. Đây giáp ranh với Trung Quốc mà. Lên kia còn cái đèo Thác Bãi. Ồ, trước mặt là cửa khẩu quốc tế Ta Lùng nha cả nhà. Cuối cùng cũng đã tới rồi. Giờ này tối khuya quá, cũng lạnh quá nằm ngủ luôn. Một hồi là anh Lâm Sung chạy tới luôn rồi. Giờ đậu đây sáng rồi tính. Vô bãi tập kết lên cửa khẩu Tà Lùng rồi. Ừ, đúng rồi, đúng rồi. Đó, xe công đậu rất đông luôn. Hả? Đây. Nguyên một dãy này. Em bấm dùm cái công tắc đúng không? Rồi, ở trong, ở ngoài, ngoài. Ở trên, ngoài, cái trong. Trên hả? Rồi. Ok. Nguyên một dãy xe cũng lạnh luôn. Lâm Sung chuẩn bị qua nước ngoài, qua thăm lại Trung Quốc. Lại người yêu. Anh qua đó nói anh Lâm Sung nè. Chứ không có là khó khăn lắm á. Em gái Cao Bằng nè, đó. Cắm nhiệt độ rồi. Cắm nhiệt độ. Bắt tài ơi, bắt tài. Cắm nhiệt độ bắt tài ơi. Lạnh quá cả nhà ơi. Thôi Tuấn, chuyến này sai lầm rồi. Lạnh tới 5 độ luôn rồi. Đây là cái bãi tập kết nha. Đây là em gái Cao Bằng. Muốn đo độ cực độ. Anh Tài ơi, cái băng này lấy lên được không? Được chị. Bỏ ra cho em chụp ảnh phần. Giờ đi bắt sâu hả? Vâng. Bắt tay đấy. À bỏ sang. Đành lê thế thôi. Ừ. Hai ông này vào cũng báo cáo không nào? Alo. Anh đổ rồi đi. Anh đừng làm cái đồ để anh chỉ em tay. Bắt tay ơi. Đã bảo là chưa được à. Bỏ cái thang để chụp ảnh. Cái thang này xếp sao anh? Kệ nó, kệ nó. Bỏ cái thang này, không kệ là sao chụp ảnh được. Chứ đừng ngồi để thế nào. Cái thang nó cứng mà, ra con. Khó tính lên. Thang nó thang cứng chết mà. Lạnh quá, run luôn hả? À? Run luôn á. Lạnh kinh thiệt. Run cầm cập luôn. Lạnh quá, lạnh quá cả nhà. Quá. Wow. Đây phải lần đầu tiên mới cảm giác lạnh vậy luôn á. Bây giờ mới ra rồi. Lạnh tới ngủ luôn. Ngủ không nổi luôn. Hai ba con chỉ lạnh. Leo được không người đẹp? Bắt tay ơi, đâu lạnh tay bắt tay đâu? Trong ở trong. Cắm ở đâu? Trong. Mẹ. Lâu rồi. Chỉ lạnh lạnh xe xe buổi tối thôi nhỉ? Bác nhà em ở trong lát bái mà là... Trong nguyên thì nó có hơi mát mát. Này giờ đang đo độ ha, kiểm tra nhiệt độ. Hả? Chúng ta đang hỏi là làm sao để ta còn biết mua áo rồi. Mấy bán không dám đi. Rung mà cái máy quay nó lắc là mọi người biết nó lạnh cỡ nào ha. Rung hết người luôn. Mày đốt đống lửa rồi.
này có đống lửa này cũng đỡ lắm á. À, tới đây là quê hương của cô dâu 62 tuổi đó. lạnh mà răng đá răng đó. Mở luôn cái này luôn. Ở đây được cái là qua cửa khẩu là có tài xế chạy qua hết, mình khỏi cần phải qua gì hết. Cứ đậu đây có người chạy qua rồi cả nhà. Giữa phải rồi mà nói vậy. Nhưng mà bên phòng người ta biết à? Người ta không cho à? Thu 100.000 tiền đầu ra bắt thôi. Bắt sâu xong rồi qua. Bên này cả nhà thấy là một cái dãy núi nè, rất cao ha. Mà giờ Tuấn lạnh quá, nói không nổi luôn cả nhà ơi, răng nó đánh răng luôn rồi. Đây, còn lên xe chỗ ấm. À, những cái đồ gì quan trọng, đồ đạc của mình lấy xuống à, để bàn giao xe cho xe qua Trung Quốc. Em đây. Nghề bộ đồ nghề để chống đổ hàng. Bộ này chất tiền không á. Phòng nghỉ để chờ xe qua bỏ hàng xong rồi về. Bên này thấy xe hổ bồ chở mía quá trời luôn. Đó, trước mặt cả nhà là những cái xe chở mía. Đó, đây những chiếc xe hổ bồ này. Lát nữa đánh xe để đây anh. Rồi. Phòng nào anh, em cho cái gì khóa anh. Phòng này ha. Phòng này ha. Phòng y tế ha. Đó rồi. Ok. Rồi. Có đăng ký giấy tờ gì không anh? Không có đâu. Biết nhớ vậy được ha. Và anh Lâm Trung vô ở đây, phòng này phòng y tế nha cả nhà. Đây. Đó. Phòng có cái bảng y tế nè. Lưu lại kỷ niệm nha. Đây có một chú. Nhìn ngầu vậy. Nhìn đẹp trai chứ. Sao nhìn dữ vậy con? Đây. Ờ, nhìn nó giống như là nó muốn làm quen với mình đó. Nhìn nó ngầu quá, không dám rờ. Đây. Ê, nó chờ anh kìa. Nó đang chờ anh đó.
Má nhìn ngầu ghê không? Nó nhìn nhìn thấy lạ quá nhìn. Má chó này dữ dằn á. Kia kia kia. Nó thấy lạ. Đây con. Nhìn nó thơ ngay mà nó hồn nhiên đó cả nhà. Đó, nhìn tôi nhìn này. Đó. Này là chó Đức nha. Này nó cắn á, dữ lắm á. Chó Đức á. Vô đây luôn, chó vô đây ở luôn rồi. Ê. Nó cứ nhìn nhìn mình nó giống như nó mua giống như là nó muốn đi theo mình đó cả nhà. Ê, cái phòng này là có máy lạnh luôn cả nhà. Mà cái nhiệt độ ở đây thì thôi luôn đi, khỏi máy lạnh. Đó, nhà vệ sinh đầy đủ luôn. Ừ, có bàn luôn này, ngồi làm việc. Đây phòng này phòng y tế. Mền này, 3-4 cái mền luôn. Rồi anh em ở đây là ok rồi đó. Tâm rồi đó. Ừ. Nó cứ thích vô để nhìn mình giờ là sao ta. Ừ, làm quen ha. Ờ, nó mừng đó. Đây con. Ừ. Ừ. Nó hiền mà, nó đâu có dữ đâu. Hiền á. Tí nữa ăn cơm cho nó một phần. Ừ, nó hiền. Hiền á. Ừ. Đi chơi đi. Đi chơi đi. Ờ. Ừ. Đi chơi đi con. Ừ. Nó hiền, nó ngoái đuôi, nó mừng. Ừ. Đi đi. Đây là những chiếc xe con biển số 20. 20 là như là ở Thái Nguyên đó cả nhà. Đó, chở những cái cây mía này nè, lên nè. Ở đây thì có để cái bảng này là để là công ty cổ phần xuất nhập khẩu thương mại Tà Lùng. Đây là thuộc thị trấn Tà Lùng, Phục Hòa, Cao Bằng. Rất là lạnh luôn, bữa nay giờ bắt đầu trời nắng ấm lên rồi. Đây, những cái xe công lạnh thì bên kia thì đang vệ sinh trái mít để đưa qua bên nước bạn China. Bên này thì có phòng nghỉ nè, ăn uống ở đây luôn. Đây cả nhà, đây những cái bảng này. Đó. Đi vào chỉ 150m thôi. Có dịch vụ câu bình là bình luôn rồi. Bên kia có cái bảng dịch vụ câu bình ở trên cái tường. Lạnh quá trời lạnh luôn. Cái này là chiếc xe của Trung Quốc nha cả nhà. Đây, chiếc xe đằng trước là một chiếc xe nhập bên Trung Quốc qua. Giống như kiểu túc túc ở bên Campuchia vậy đó. Này cả nhà nhìn chiếc xe đẹp không? Ồ, rất là độc ha. Nhìn rất là đơn giản và gọn gàng. Nhưng mà nhìn cái chất lượng thì cái chiếc túc túc bên Campuchia vẫn ok hơn. Thêm một chiếc nữa đang vô. Đó. Đồi núi trùng điệp hết cả nhà ơi. Giờ anh em vệ sinh mít xong thì mình sẽ bàn giao xe cho một bác tài xế ở bên này chạy qua bên đó. Hai anh em mình sẽ vô nhà nghỉ, còn như bên Tân Thanh thì anh em tự chạy qua. Đó, mỗi chỗ mỗi khác nhau. Lâm Sung đang đi suy tư. Vệ sinh chưa xong chưa anh? Vệ sinh chưa xong nè. À, tài xế tự chạy qua luôn. Mình chạy lên kia đưa cho tài xế à? Không,
tự tới đây luôn hả? Nó nhận ở đây luôn. À, hay vậy. Ừ, sướng quá ta. Ở đây nó khỏe lắm. À, chứ bên Tân Thanh với bên Hữu Nghị mình phải tự chạy qua. Ừ, Tân Thanh vô mình tự chạy qua. Đây có tài xế riêng ở đây luôn ha. Cửa khẩu Tà Lùng với lại cửa khẩu Mông Cái là tài xế bo chạy qua. Để sướng, khỏi phải suy nghĩ. À, đây mấy anh tài xế chạy qua Trung Quốc này. Qua đó mình phải biết tiếng đó mình. Dân đây là biết tiếng nói. Hôm nay có duyên quá mới lên tới đất Cao Bằng đây. Lạnh quá. Đây, đây là đội tài xế bò. Tài xế bò qua Trung Quốc này, cả nhà. Ừ. Có dịp anh em giao lưu vô miền Nam. Tài xế ở đây hay nha. Biết hai thứ tiếng luôn, ba thứ tiếng. Anh này nhìn giống người China quá. Giống người China ha. Đúng rồi. À. Tướng đẹp trai ha. Phong độ. Làm tê tay luôn. Tê lạnh. Rung. Lạnh. Anh là học tiếng Trung Quốc lâu không anh? Cũng chả học cơ mà. À. Bây giờ đi nó cũng nói tiếng địa phương như mình ấy. Đi qua nói à, mình ở đây mình cũng biết sơ sơ chút đỉnh thôi. Biết tí, sơ sơ tí. Bên đó khó lắm rồi. Mà nếu mà mình đi tập trung nói hay nói thì hay nghe mình hiểu nhanh thì cũng biết được. Nhưng mà qua đó mình phải cẩn thận chứ, bên đó khó tính lắm. Bình thường, ở đây bình thường mà. Chứ sao đợt em đi Hữu Nghị với đi ấy khó. Ở đây bình thường, đi qua. Ở mỗi một cái vùng cửa khẩu mỗi khác nhau. Mỗi vùng cửa khẩu khác nhau cả nhà. Này qua khả năng là chắc ngày mai về. Núi đồ quá trời luôn, mấy núi này chắc thú rừng đồ nhiều lắm ha. Ấm hết rồi, không bây giờ. Ừ. Đây là cứ lâu lâu là có chợ phiên họp bán đồ đủ thứ. Nào giờ anh có vô miền Nam không? Vào mấy lần rồi. Đi vào chỗ anh em chơi. Dân ở ngoài Cao Bằng này ở sống trong Lâm Đồng nhiều lắm á. Đắk Lắk, Đắk Nông, anh em đấy. Cố cưới thôi. Xe máy thì ăn sáng này. Ủa ngay kia có cái đồi núi mà có cái tượng Phật đẹp không? Phật nằm trên đỉnh luôn rồi. Anh ơi, muốn vâng. Xin ba người anh ơi, có vịt đặt cườn ba chỉ phước vang. Ừ. Đúng đó. Lấn ạ. À? Ừ. Dạ. Hợp cẩm đấy. Này vịt. Này lên Cao Bằng ăn món phở vịt. Ừ, nhìn hấp dẫn à. Ôi, này tô phở xuất sắc. Rồi, cảm ơn người đẹp. Đây là một cái tô phở ở Cao Bằng nha. Lần đầu tiên lên Cao Bằng không tô phở. Rất là hấp dẫn. Cho miếng rau vô nữa. Rau má luôn. Quán này anh hay ăn hả? Cái này cái cọng phở nhìn lạ ha. Nó mỏng hơn, nó nhỏ hơn. Trong mình cái cọng phở nó bự. Sáng là anh em lên đường thôi. Này ớt Trung Quốc à. Ừ. Từng ớt Trung Quốc. Từng ớt Trung Quốc ngon lắm á.
Bữa có ông anh kia Lạng Sơn tặng cho em mấy hũ ăn ngon. Còn này mất mật à. Trái mất mật à. Mất mật với măng. Ngon á. Cái này nó có cái này lạp sườn nè. Lạp sườn với heo quay, với vịt quay. Ngon thiệt á. Chỉ có Cao Bằng mới có thôi chứ không có đâu có hết. Đúng rồi. Đặc sản Cao Bằng. Ngon thiệt cả nhà. Em mới vừa ăn sáng xong cả nhà. Một tô đó chỉ có 30 ngàn thôi. Mà ăn rất là ngon nha. Rất là rẻ mà ngon. Bên này phía tay trái là trung tâm văn hóa hữu nghị Tà Lùng đó. Còn trước mặt là cửa khẩu quốc tế là Tà Nùng đó. Là cái chỗ hồi nãy mình đậu là cái chỗ bãi sát bên thôi. Còn đây là cái đường đi qua cửa khẩu nè. Đó. Đó, cả nhà thấy không? Đó, rất là lớn ha. Bây giờ các xe đang giao thương thông thương qua lại nè. Ơi, bộ đồ nhìn ngầu quá. Cho cháu coi xíu coi. Cháu coi xíu coi. Cái áo nhìn đẹp quá. Áo này áo giống mà 65 cái gì? Đấy. Đúng không? Thằng của nó. Ừ. Lâu rồi. Quá ngầu luôn á. Bộ già chơi cái áo mà 65 luôn. Đây là cửa khẩu Tà Lùng nha cả nhà. Đó. Bộ già chơi bộ đồ rất là ngầu luôn. Ồ, trên cái đỉnh núi có một cái nhà luôn kìa. Đó. Đó, đó để theo dõi đúng không anh? Ồ, đây khung cảnh toàn là núi không? Đẹp không? Tài xế Trung Quốc á. Tối lên khuya quá không quay được cảnh đèo cho cả nhà xem. Nếu mà đi về ban ngày tôi sẽ về quay cảnh đèo cho cả nhà xem cái đèo nó khủng khiếp cỡ nào ha. Cảnh quá là tuyệt vời, hữu tình. Thôi tôi xin mến chào và hẹn gặp lại cả nhà vào những hành trình tiếp theo luôn. Vì clip cũng khá là dài rồi. Chúc cả nhà nhiều may mắn và hạnh phúc trong cuộc sống nha. Xin chào cả nhà.